vượt quãng đường gần 300 km để đến địa điểm chụp với cảm giác hồi hộp, lo lắng và đầy phấn khích. Chúng tôi chỉ có 2 ngày để chuẩn bị ý tưởng, trang phục, phụ kiện cho bộ ảnh. Toàn bộ team đều phải hoạt động hết mình với tần suất cao nhất. Nhưng chúng tôi tin mình sẽ làm được. Team Sam đã thực hiện hoàn thành tốt concept mà mình mong muốn. Hy vọng các bạn sẽ thích. Ngày hôm nay rất là nắng và ekip hậu cần đã làm việc rất là vất vả và mình đang rất là trông chờ vào bộ ảnh này. Team đã chuẩn bị rất là gấp gáp. Chỉ có ngày hôm qua là mình lên ý tưởng và buổi chiều đó là mình đi luôn. Tới hôm nay là mình chụp. Hy vọng bộ ảnh này sẽ các bạn yêu thích.